trả bao nhiêu cho cái sự xinh đẹp này? 2 tỷ anh. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tính lại liền luôn. Đã kêu là 2 tỷ rồi mà. Nhảy mà 2 tỷ á? Ừ. Lần đầu tiên. Cái gì vậy bà đó? Trái thanh long có trên trần gian. Tao lại khép đít, tao lạy mày. Mày là đêm trăng tròn. What? Trăng có tròn đâu ba, có miếng trăng nào đâu. Thì cứ coi như hôm nay là đêm trăng rằm đi. Ok, được rồi. Đi chơi thì đừng để bụng tròn hơn trăng nhá. Vô lễ. Nhưng mà mặc như này thì không bụng tròn thì làm gì. Ơi, mặc như này sao mà bụng tròn được. Không em... thấy nó che hết trả. Nhưng mà mặc phơi phới này là hẹn anh nào rồi. Hẹn anh nào mà đi một mình ba. Đúng, à, chắc là anh ấy cho leo cây. Rồi, hôm nay anh có cái chương trình. Bây giờ anh sẽ hỏi em một câu nhá. Thế em trả bao nhiêu cho cái sự xinh đẹp này? Nói chung á là để được cái sự xinh đẹp như ngày hôm nay thì cũng không có đáng bao nhiêu hết trơn anh. Yeah. À, idol Kiều Anh đúng không? Gần 1 triệu follow. 1 không... triệu đâu có 600k vô à. À được rồi, 600 follow. Ừ. Không cần mất bao nhiêu để có được cái sự xinh đẹp này? 2 tỷ anh. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Đã kêu là 2 tỷ rồi mà. Nhảy mà 2 tỷ á? Ừ. Này chắc được 500 chứ mấy? Này chắc được 500 chứ mấy? Cái gì hả? Nói cái nụ cười của em, cái nụ cười tự nhiên nha đây nè. Là người ta mất khoảng 300 cho cái nụ cười này. Đấy, em có mất gì đâu nhưng mà vẫn là 300 triệu, đúng không? Rồi cái lúc đồng tiền này thì người ta mất độ khoảng 20-30 triệu. Đấy. Mắt hay mí như em người ta mất khoảng 50 triệu để cắt mí. Và cái hàm răng như em này mất cũng phải cả 200-300 triệu. Sao nhiều thế? Là 450 đúng không? Đâu sao mà 450 được, 300 cái nụ cười. Ừ. Thêm cái hàm răng 300 nữa là 600 rồi. Đẹp răng thì 600 rồi, 600. Làm được cái mũi tự nhiên không cao cũng không thấp như này thì em nghĩ độ khoảng 100 triệu. Nhiều người người ta phải nói tóc thì mới được cái bộ tóc dài, như em thì cũng độ 20-30 triệu nè. Tới giờ anh tính là chỉ có quanh quanh khoảng 600 mà. Sao em lại đến 2 tỷ? Mình cái này là mới cái phần đầu thôi, mình còn cái phần thân nữa mà anh. Trời đất ơi. Đúng không? Đâu phải ai cũng được cái dáng cao như em đâu. Trời ơi, cái vòng 1, vòng 2, vòng 3 nè. Người ta phải đi hút mỡ, em có hút cái gì đâu. Phải bơm rồi hút các kiểu, em có làm gì đâu. À, thế là bao nhiêu? Đồ khoảng cho 1 tỷ phần dưới đây. Ủa gì ơi. Ví dụ như cái này 300, cái này 300, cái dưới này 300. Đúng không? 300 là hàng loại 1 hay loại 2? 300 là phiên phiến là mới loại 2 thôi đấy. Ta chưa tính loại 1 nữa. Thế loại 1 là nó sẽ như nào? Hàng loại 1 ấy là sẽ tự nhiên như là hàng thiệt luôn. Ừ. Nếu mà như thật là nó phải như này đúng không? Cái gì vậy? Thế là vì về độ mềm ấy. Cái này cứng mà, thanh long cứng mà. À thế là loại 2. Loại 2 ok. À, lần đầu tiên trái thanh long có trên đường cong. Rồi, thế là tổng là hàng họ này là 1 tỷ này, cộng 600 là tỷ 6. Thế còn 400 nữa thì là cái gì? Còn cái này nè. Yeah. Não á? Cái não được có 400 rồi á? Não người ấy là tài sản vô giá, hiểu không? Cái ngày nào mà quy chụp được là cái não mình chỉ có tầm 400 nghìn như thế được. Dạ, xin lỗi em ạ. Nhiều khi mà não ấy cân lên ấy là... Nó phải được khoảng 500 nghìn một cân. Nó phải được khoảng 500 nghìn một cân. Chứ không phải là 400 nghìn một cân. ý anh là não này của em là 400 triệu đúng không? Ok, rồi thế là tổng em phải chi ra là 2 tỷ cho cái sự xinh đẹp này. Không, em đâu cần phải chi gì đâu. Cái này là bố mẹ em tặng để em có được cái sự xinh đẹp này. Được. Hảo hán. Thế em nghĩ em trong thang điểm 10 thì em sẽ được bao nhiêu điểm? Em 10 anh. 10? Ờ, trời ơi, phải tự tin với anh. Là 10 lần 1 các bạn ạ. Rồi tại sao em lại khẳng định em là 10 điểm nào? Thì tất nhiên chỉ có mình em, đâu có ai giống em đâu. Em phải 10 điểm chứ, đâu có ai như em đâu, đúng không? Đúng. Em có biết nấu ăn không? Biết nữ công gia chánh không? Tất nhiên là biết nấu ăn nè, nữ công gia chánh cũng ok nè. Biết đi làm kiếm tiền nè. Thế em nghĩ khoảng bao lâu thì em mua được iPhone 15? Cần gì anh, em có iPhone 15 rồi mà anh. Cần gì anh, em có iPhone 15 rồi mà anh. Thật luôn. Nếu mà em có iPhone 15 thì 10 điểm có xứng đáng không anh ơi? Thật luôn. Nè. Thế là xứng đáng được 10 điểm 1. 10 điểm 10. À rồi rồi, em có cái lời khuyên rủ gì đấy cả những bạn mà có tham vọng như em không nhỉ? Em thì chỉ cần một người có trí và có tài, đặc biệt là tài sản. Chứ em thì em không có mê vật chất, em không ham giàu anh ơi. Cũng muộn rồi đúng không? Thì mình đã biết được là idol Kiều Anh chi ra 2 tỷ cho cái sự xinh đẹp này. Nói chung là phải đầu thai thì mới được 2 tỷ, mới được tươi tắn như này. Ok, thôi, hôm nay là phần quà này của em. Có mì tôm không anh? Thanh long là phải có mì tôm chứ, đưa như vậy sao mà ăn? Đúng. Thì anh định là chuẩn bị là quả dứa cơ. Chắc là em sẽ thích ăn dứa lồi hơn là trái thanh long có trong mì tôm này đúng không? Dứa lồi là sao? Lối dừa. Rồi cảm ơn anh em nhá. Rồi về sớm đi, không là hôm nay là đêm trăng tròn ấy. Đi chơi đừng để bụng tròn hơn trăng nhá.